Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với series kiếm hiệp của kênh giải trí tổng hợp. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn ghé với channel của mình thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ nội dung này cho bạn bè và người thân nếu như cảm thấy thú vị. Ở dưới ngòi bút của nhà văn Kim Dung thì Thiếu Lâm từng có 4 vị phản đồ, thì trong đó chỉ có duy nhất một người khai tông lập phái và trở thành Võ Lâm Chí Tôn. Tuy là rời khỏi Thiếu Lâm nhưng về sau thì uy vọng có phần còn lấn át hơn. Võ công thiên hạ xuất Thiếu Lâm, Thiếu Lâm tự ở dưới ngòi bút Kim Dung có thể nói cao thủ nhiều như mây. Ở trong đó không thiếu những tuyệt đỉnh cao thủ như là Vô Danh Thần Tăng, Không Kiến Thần Tăng hay là Tam Độ Thần Tăng. Những người này đều là những nhân vật nổi danh của chính phái. Tự chính là giang hồ đệ nhất đại phái, nhưng phàm là môn phái nào nhân số đông đảo, tự nhiên cũng sẽ có người bất chính. Lược qua tất cả những tác phẩm của Kim Dung, chúng ta có thể thấy được 4 người. Thanh danh của 4 người này cực kỳ vang dội, nhưng bọn họ đều là Thiếu Lâm phản đồ. Nếu như đã đàm luận đến phản đồ của Thiếu Lâm thì kẻ đầu tiên phải nhắc đến đó chính là Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn. Người này quỷ kế đa đoan, âm hiểm xảo trá, gọi hắn là chân tiểu nhân không có chút nào quá đáng. Thành Côn đã từng hãm hiếp vợ của đệ tử mình, giết chết đứa con nhỏ của Tạ Tốn, cũng đã đổ sát hết thảy 13 người nhà của Kim Mao Sư Vương. Thành Côn mặc dù tiểu nhân nhưng lại đối với sư muội của mình một lòng say mê. Cũng chính bởi vì một chữ tình đã khiến cho Thành Côn đi đến tuyệt lộ. Vì sao nói Thành Côn là phản đồ của Thiếu Lâm? Đầu tiên Thành Côn đã bái làm môn hạ của Không Kiến Thần Tăng, học tập Cửu Dương Thần Công, mục đích bái sư không thiện, hy vọng dùng thân phận tăng nhân Thiếu Lâm xúi dục lục đại môn phái vây công Quang Minh Đỉnh để trả thù riêng. Đương nhiên trừ điều này ra, Thành Côn cũng là vì tránh né sự truy sát của Tạ Tốn. Sau đó Thành Côn thiết kế để Không Kiến cùng với Tạ Tốn tàn sát lẫn nhau, khiến ân sư phải bỏ mạng, còn mình thì vẫn thất hứa không chịu ra mặt. Sau đó Thành Côn vẫn lấy thân phận tăng nhân lại tiếp tục làm sằng làm bậy. Đầu nhập vào Thiếu Lâm, Thành Côn đã dùng tên giả là Viên Chân. Đây là mưu kế của hắn, Không Kiến Thần Tăng bỏ mạng oan uổng, nhưng Thành Côn vẫn chẳng có chút nào cảm thấy áy náy, ngược lại vẫn tiếp tục làm việc ác. Châm ngòi cho sự việc Trương Vô Kỵ cùng với Thiếu Lâm Tam Thần Tăng đối chiến với nhau, đồng thời bức hiếp Thiếu Lâm phương trượng. Những chuyện này đều là hành vi của kẻ phản đồ, Thiếu Lâm cao tăng há có thể hèn hạ vô sỉ đến như thế. Thành Côn mặc dù là ác nghiệp nhưng về phương diện võ học cũng là rất có tạo nghệ, còn về khía cạnh lựa chọn võ công lại cũng không phải là sáng suốt. Cửu Dương Thần Công cùng Huyễn Âm Chỉ, Thành Côn lựa chọn cái thứ hai để hoang vế Cửu Dương Công, đúng là cái được không bù nổi cái mất. Lúc ấy ở Quang Minh Đỉnh, Dương Tiêu cùng bọn người vì Nhất Tiếu so đấu nội lực. Ngay tại thời khắc tối quan trọng, Thành Côn đột nhiên xuất hiện. Kém chút, đã dùng độc chỉ tiêu diệt Minh Giáo. Nếu như thứ Thành Côn tu luyện chính là Cửu Dương Thần Công, thì chỉ sợ bọn người Dương Tiêu sớm đã phải mệnh tàng tại chỗ. Kết cục của Thành Côn chắc hẳn tất cả mọi người đều biết đến. Cuối cùng ác giả ác báo, hai mắt đã bị Tạ Tốn đâm mù. Võ công thì mất hết, từ đây biến thành phế nhân. Mà trong số đó những phản đồ của Thiếu Lâm thì Thành Côn là kẻ độc ác nhất, và cũng là kẻ nhận lấy một kết cục thảm hại nhất. Người thứ hai đó chính là Độ Nguyên Thiền Sư. Ở trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ có một phò võ học kinh điển, đó chính là Quý Hoa Bảo Điển. Năm xưa sau một thời gian lưu lạc, toàn pho của bí tịch này đã rơi vào tay Hồng Diệp Thiền Sư ở Thiếu Lâm Phúc Kiến. Ngay cả với đại trí tuệ của mình, Hồng Diệp cũng không thể nào chú giải hết sự thâm sâu của bí kíp. Một thời gian sau có Mẫn Túc và Chu Tử Phong của phái Hoa Sơn đến thăm chùa Thiếu Lâm, không hiểu sao đã xem trộm được Quý Hoa Bảo Điển. Vì để tránh bị phát hiện và nhanh chóng ghi nhớ, hai người họ đã cố gắng mỗi người học thuộc một bản. Sau khi về lại Hoa Sơn, họ liền ghi chép lại rồi trao đổi lẫn nhau. Nhưng cảm thấy có sự sai lệch, cả hai đều khẳng định bí kíp mà mình ghi nhớ mới là đúng. Từ đó Hoa Sơn phân thành hai phe khí tông và kiếm tông. Hồng Diệp Thiền Sư vì biết được tác hại của việc nghiên cứu bí tịch nên đã phái đệ tử đắc ý nhất của mình là Độ Nguyên Thiền Sư đến Hoa Sơn. Nào ngờ khi đến đây, Độ Nguyên đã tự mình trao đổi về bí tịch với hai người của Hoa Sơn. Sau đó ghi nhớ lại rồi rời khỏi Hoa Sơn hoàn tục, lấy tên là Lâm Viễn Đồ, phát triển từ những gì mà mình ghi nhớ thành 72 đường tịch tà kiếm pháp uy chấn giang hồ. Năm xưa còn từng đánh thắng cả đệ nhất kiếm khách Trương Thanh Tử của phái Thanh Thành. Cũng vì sự bội ước của mình với sư phụ mà Độ Nguyên không dám trở lại Thiếu Lâm. Tuy nổi danh nhưng cũng mang đến tai họa diệt tộc cho cả họ Lâm sau này.
Người thứ ba đó chính là Hỏa Công Đầu Đà. Người này võ công cao cường, ảnh hưởng đến mấy chục năm hưng suy của Thiếu Lâm. Mà cũng chính là vì người này nên Thiếu Lâm đã lập xuống môn quy. Nếu không phải có được sự đồng ý thì tăng nhân trong chùa tuyệt đối không được tự ý tu luyện võ công. Hỏa Công Đầu Đà chính là một trong số những cao thủ hàng đầu của Thiếu Lâm. Năm đó Hỏa Công Đầu Đà chẳng qua là tạp dịch ở Hương Tích Trù, là Đầu Đà phụ trách nhóm lửa mà thôi. Những người giám thị Hương Tích Trù thường xuyên đánh đập hắn, trong vòng 3 năm đã đánh cho hắn phải thổ huyết đến 3 lần. Cho nên Hỏa Công Đầu Đà ghi hận ở trong lòng. Mỗi khi ở La Hán Đường luyện võ, hắn cũng sẽ ở một bên nhìn lén học trộm võ công. Lúc ở trong chùa tỷ võ, Hỏa Công Đầu Đà ngay cả mấy vị Thiếu Lâm cao thủ, đồng thời cùng Khổ Chí Thiền Sư giao chiến, cuối cùng vẫn là thắng lợi mà về. Mặc dù Khổ Chí Thiền Sư thấy y từ chất khác người, có tuệ căn nên đã có ý hướng nhường, nhưng Hỏa Công Đầu Đà lại ra tay độc ác, đánh gãy cẳng tay cùng bốn cái xương sườn trước ngực Khổ Chí Đại Sư. Đến ban đêm, Đại Sư khí tuyệt mà chết. Nhưng như vậy vẫn còn chưa xong, Hỏa Công Đầu Đà vẫn y nguyên ghi hận trong lòng. Ban đêm trở lại Hương Tích Trù, lại đánh chết 5 vị cao thủ, sau đó chạy trốn sang Tây Vực, sáng lập ra Kim Cương Môn. Khí số Thiếu Lâm cũng theo đó mà suy bại nhiều năm. Võ công của Hỏa Công Đầu Đà tuy không phải đã ở mức đỉnh phong, nhưng 20 năm học trộm võ công không có ai chỉ điểm, có thể đạt đến cảnh giới như vậy đều đã là phi thường khó được. Hỏa Công Đầu Đà mặc dù sáng lập môn phái luận võ công lại chưa tới tuyệt đỉnh, trong 4 người cũng không phải là mạnh nhất. Vị cuối cùng đã khai tông lập phái, người trong giang hồ đều kính sợ bảy phần. Người này chính là võ đàng Trương Tam Phong. Trương Tam Phong năm đó cũng là tục gia đệ tử của Thiếu Lâm, tên là Trương Quân Bảo, sư phụ là Giác Viễn Đại Sư. Năm đó Hà Túc Đạo đã một mình đến khiêu chiến với Thiếu Lâm. Trương Tam Phong từng dùng Cửu Dương Thần Công cùng với La Hán Quyển nghênh chiến, cuối cùng đã thủ thắng được Hà Túc Đạo, nhưng cũng đã bại lộ võ công của mình. Trường Tam Phong vốn là tục gia đệ tử bưng trà đổ nước ở Tàng Kinh Các, nên vốn là không được học tập võ công. Chưa được sự đồng ý đã học trộm võ công phạm vào môn quy, mà những môn quy này đều bắt nguồn từ sự việc của Hỏa Công Đầu Đà, mà Trường Tam Phong chính là phạm phải về sau. Đám người Thiếu Lâm La Hán Đường cũng không thể cho qua. Học trộm võ nghệ hậu quả nhẹ thì đánh gãy gần mạch toàn thân, nặng thì phải xử tử. La Hán Đường 108 vị đệ tử đem Trương Tam Phong vây quanh. Giác Viễn Đại Sư cùng với Trương Tam Phong thì tình như phụ tử. Lúc này vì muốn cứu người đã đại phát thực lực, sử ra Cửu Dương Thần Công, cuối cùng mở ra một đường máu, đem theo Quách Tường cùng với Trương Quân Bảo chạy khỏi chùa Thiếu Lâm. Về sau đã kiệt lực mà chết. Sau đó Trương Tam Phong dựa vào sở học sáng tạo phái võ đàng, trở thành võ lâm chí tôn sánh ngang với Thiếu Lâm. Cần biết võ lâm chí tôn Bảo Đao Đồ Long, Trương Tam Phong đã không có ỷ thiên kiếm cùng với Đồ Long Đao, mà vẫn như cũ có thể chấn nhiếp quần hùng bằng vật tuyệt thế võ công của mình. Trương Tam Phong mặc dù nhân phẩm đoan chính, võ công trác tuyệt, nhưng cũng khó mà đào thoát khỏi vận mệnh phản đồ. Mà so sánh cùng Hỏa Công Đầu Đà Thành Côn cùng với Lâm Viễn Đồ, thì Trương Tam Phong là người có võ công mạnh nhất, đồng thời sáng tạo võ đàng, một mình sáng tạo Thái Cực Quyền cùng với Thái Cực Kiếm, võ đàng quyền kiếm, cộng thêm Cửu Dương Thần Công. Hết thảy những thứ này đều là chí cao vô thượng. Nhìn chung trong ỷ thiên Đồ Long Ký thì Trương Tam Phong tuyệt đối là võ lâm chí tôn, không ai dám không phục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về 4 vị phản đồ của Thiếu Lâm trong kiếm hiệp Kim Dung, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như các bạn yêu thích những video như thế này, hoặc là những bài phân tích liên quan đến những tác phẩm khác như là Phong Thần Diễn Nghĩa, Tàng Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Thủy Hử, kể cả những bài phân tích liên quan tác phẩm kiếm hiệp của những nhà văn khác như là Đan Thanh Cổ Long hay là Mã Vĩnh Thành, thì các bạn tiếp tục truy cập vào channel của mình để theo dõi những nội dung đã được đăng tải lên trước đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.